Vậy mà trồng hay thiệt. Đúng rồi, ai như xung quanh đây mà chỉ cần như cái chỗ này đào cái lỗ kia gì được đó, ngay cái góc này luôn rồi. Có hiểu thiệt, như rễ đi cũng khó đi đó. Đẹp nha, cái sầu riêng nhìn nó chắc lắm. Quay khúc video vườn sầu riêng trồng mà đá nhiều nè, đá dữ lắm, đá tổ ong á, nhưng mà nó vẫn tốt nha. Cái này thì cuốc xuống nhét cái trái, cái cây chúng tôi, cho đá lơm cơm lởm chởm quá trời luôn. À, nhưng mà cái đất nó tốt lắm. Cái này là anh dọn đá ở trong ra bớt này, thấy không? Nhưng mà coi cái góc nó nè, như cái chỗ đó thì chỉ có bồi đất vô mà một chút xíu thôi, rồi đem nhét cái cây, như đây cục đá đó, đá đâm không sợ luôn à. Cái này mà mỗi lần làm cỏ chỉ làm tay thôi chứ không được phát như mấy cái vùng khác. Ui trời ơi, đá vậy mà được cái là cái đất này, đá này nó tốt đất, nó có cái dạng thì dạng khoáng á. Đá tổ ong nè, mọi người xem cái cây sầu riêng á, nó vẫn ngon lành nha. Đó, đẹp à. Này đi toàn cái đá không này. Cái này làm có phun thuốc cỏ hoặc là làm tay thôi, không khó phát lắm. Tốt ghê không? Đó, dành cho động lực cho những anh nào mà vườn mà bị đá mà thấy nản, có thể là moi ra cái lỗ nhét cái cây xuống là nó có thể nó êm rồi đó. Đá sát gốc luôn, nó tự rễ nó tự bò đi á. Thì cái này bỏ phân không biết bỏ kiểu gì luôn, đá quá mà dục rộng à. Tốt lắm. Vườn này ở Tân Phú, Đồng Nai nha. Khu này là cũng khu sầu riêng trùm luôn á. Nước non đầy đủ là trồng được tuốt lúa hết. Bên kia nữa. Cái này gần như là một cái cụm đá luôn à. Cái cuốc đá mà lấy hết đá ra là không còn đất luôn á. Vậy mà trồng hay thiệt. Đúng rồi, ai như xung quanh đây mà chỉ cần như cái chỗ này đào cái lỗ kiểu gì được đá ngay cái góc rồi luôn rồi. Khó hiểu thiệt, như rễ đi cũng khó đi á. Biết mà mốc mấy cái rễ chín, rễ lớn nó đi kiểu gì ta. Trời ơi, đá cây tốt và phà. Cái này thì không thể theo hàng theo lối được đâu, chỗ nào mà mình cuốc được mà khoảng cách tương tắc chút là mình mới trồng cho nó vô được. Chỗ này như cuốc được chút xíu vậy thôi nè, mình nhét cái góc vô là ngon. U chà đó. Khúc này là vùng này là nhiều của chú trồng mít nhiều lắm nha, quá trời mít luôn. Đẹp nha, cái sầu riêng nhìn nó chắc lắm. Có cây gì hơi lép lép tí, nó bùng trở lại hết à. Ú đá rồi, cũng theo hàng đấy nhưng mà nó không được thẳng. Nấm này thì năm tới là bắt đầu ra trái rồi, cành cũng lật hết rồi, năm tới là cành khỏe rồi đó, gốc bự à. Đó, quay để cho mọi người, anh chị nào mà đam mê sầu riêng mà những cái vùng mà thấy đá quá nản á, thì có thể là tham khảo ở đây xem. Thì tự tin mà trồng vẫn phải hệ thống nước bài bản nha. Cái này nước mạnh mạnh chút để cho nó bung được xa nè, nước yếu thì nó vướng mấy cái tảng đá, nó không thấm tới đâu hết.
nó bung rộng rộng ra đó. Thường thì đất đá đá này mà nếu mà gặp mà nhà vườn mà tâm lý họ trồng cây á, thì họ sẽ bán giá rẻ lắm, vì nó đá quá khó làm, ai mua được đâu, nhiều khi họ mừng. Nhưng mà nếu anh chị mà nghiêm túc mà đầu tư cây sầu riêng vô thì nó cũng dễ chịu. Đó, nhưng cái cụm này như cái vòng vòng đá không nhét đúng cái lỗ đó. Đá này nó cứng lắm nè, cuốc. Cuốc không bể chúng đã chết rồi. Nhưng mà cái đá này thì cái chất đất nó tốt. Cái khoáng ở trong cái đá này rất ok nè. Nhưng mình mà gặp cái đám vậy mình chắc cũng không dám trồng nữa. Đó, quay để cho mấy anh chị em có cái động lực. Rồi mình đi vô.